Sáng nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh chủ trì hội nghị. Năm nay, toàn tỉnh có gần 15.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 1.500 thí sinh so với năm 2022. Ban chỉ đạo kỳ thi dự kiến sẽ bố trí hơn 3.100 cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi. Toàn tỉnh dự kiến có 680 phòng thi tại 32 điểm thi. Công tác tổ chức kỳ thi cơ bản vẫn giữ ổn định như những năm trước. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi, đề thi và lịch thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thống nhất trên cả nước. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như một lần chuẩn bị công tác tổ chức thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện kế hoạch tổ chức kỳ thi, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, các ngành địa phương xây dựng kế hoạch riêng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phát huy kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các khâu tổ chức thi, tuyệt đối không để cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế, đồng thời rà soát kỹ lưỡng thông tin thí sinh, kịp thời hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Các nhà trường tiếp tục triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền để học sinh, phụ huynh ổn định tâm lý, không hoang mang, lo lắng.